Chào các bạn nhé. Hôm nay làm sạch sẽ cho cái phôi xanh để quay gửi đến các bạn. Phôi xanh rất đẹp. Phôi xanh này mình mang về được gần một tháng để anh em để lại cho chơi thì mình sẽ quay cụ thể để quý vị các bạn xem cái phôi này, xem các bạn có lấy về chơi được không. Đây bạn nhé, sẽ quay cụ thể hơn để chúng ta xem. Đây các bạn, một phôi xanh hình dáng rất đẹp, lùn. Dáng cây đây là một cây trực và có một cái tử đây. Rất đẹp các bạn nhé. Cây bắt đầu già rồi. Cây rất khỏe. Các bạn thấy đây, tôi dừng lại để chúng ta xem là cái vết bò của vết cắt đang bò. Mấy hôm vừa rồi nắng nóng nên là lá nó không được mướt hơn. Phôi mà cũng che chắn rất cẩn thận rồi. Nó vẫn bị yếu đi. Nhưng không sao. Đây chúng ta về vanh để nó đô vanh, một này, hai này, ba. Như vậy vanh tầm khoảng 60, cao cao 40. Nếu làm bông ngoạn thì lên đến tầm khoảng 50, hơn 50 gì đấy. Bộ bệ chúng ta xem cũng đã đục đẽo, đây lộ những cái chân móng rất đẹp đây. Đây này các bạn, chân móng nhá, chân móng rồng rất cọp đẹp, thân u cục. Đây các bạn, những cái u cục này đã liền này. Thì các bạn biết là nó cũng có tuổi không. Đây, hay nhất là cái tử này các bạn này. Chút nữa chúng ta sẽ xem cái phần tôi demo nhá. Chúng ta sẽ thấy cây này khi demo lên rất là đẹp bạn nhá. Đây, cái tử rất hay này. Và tôi đã chia các tay định hình về phần cơ bản rồi. Và chúng ta chỉ việc nuôi cho nó to các cái tay này ra nữa và làm hoàn thiện các tay bông là có thể chơi được. Đây chúng ta nhìn thấy như da voi luôn, rất đẹp, phải nói là một cái phôi đẹp để chúng ta nuôi. Đây các bạn nhìn giống da voi không? U cục cốt có 40 mà có một cái thân u cục thế này. Đây các bạn này, các bạn nhìn thấy chưa? Đảm bảo các bạn nuôi trong vòng 2 năm nữa là có một tác phẩm mang đi chơi tuyệt đẹp, không chê vào đâu được. Đây, có những cái u cục này. Đây chúng ta thấy này. Đây. U cục thế này. Đấy, rất là to. Cây to nhá các bạn nhá. Cây này được ở trên chậu, chậu này được mua từ Hưng Yên về. Chậu này có chiều rộng là 40, chiều dài là 60. Cao để nuôi thân là được gần 20. Chậu rất đẹp. Chậu Hưng Yên làm rất đẹp. Đấy các bạn thấy hộp văn của chậu rất là đẹp.
Và chúng ta xem cái phần demo nhé. Vừa rồi chúng ta vừa xem phần demo của cây đúng không ạ? Thì chúng ta đã định hình ra được một phần nào đấy về khi hoàn thiện cái cây này. Cây này được bốn cả mặt luôn các bạn nhé, bốn mặt. Nuôi một thời gian nữa là những cái cành này này nó sẽ kéo sẹo lại, kéo sẹo lại. Phải nói là một cái cốt rất đẹp. Các mầm khi mới bật ra là đã định hình được cái tay rồi, định hình cho chúng ta được cái cốt cách của cây rồi, nên là chúng ta về chúng ta chỉ việc tưới tắm và nuôi thôi. Đất này tôi đã làm rất kỹ rồi, đất chuẩn nhé các bạn nhé, về chúng ta không cần phải phải thay đất ở đâu. Đây, chúng ta ngắm, tôi dừng đây chúng ta ngắm này. Đây các bạn thấy không ạ? Chơi được tất cả các mặt, không phải bị khuyết một cái mặt nào cả, vừa đẹp luôn. Dĩ nhiên là để cua được những vết sẹo là phải cần thời gian nhé các bạn nhé, chứ không phải là nhiều bạn lại bảo là cái sẹo này to đến bao giờ nó mới cua lại được. Bao giờ cái này là do mình chăm sóc rồi, do thời gian nữa. Đây, cái da của nó đẹp, nó nhăn thế này, nhăn như da voi này. Đây, các bạn nhìn thấy này, nhìn cái chiều này xuống này, chúng ta tưởng tượng được những cái cục cục của cây u bướu này. Ngày trước nó là một cây hoàn chỉnh các bạn nhé, nhưng xong khi đấy thì mua về thì mình cắt giật nó đi thành một cây lùn lùn lực. Ngày trước cái cành nó dài lắm, cao. Vừa rồi nắng nóng đi làm không để ý được nên là lá nó hơi yếu, nó bị táp nắng, nhưng không sao. Thời gian nữa cây nó khỏe lại thì sẽ ok hơn. Đây các bạn nhìn thấy cái tử nó đóng đẹp chưa? Tử đóng rất đẹp. Đây tử cũng cắt những vết cắt. Và đây sẽ lấy lên cái bông tầm này thôi các bạn nhé, bông tầm này, này. Đấy, cái này bông ra đây, đây là ấm luôn cái tử. Này sau chúng ta làm tầm này và đây còn cái mầm nữa. Sau chúng ta đóng một cái mầm, thêm một cái mầm ra chỗ này, chia chỗ này nên là đẹp luôn. Ở phần demo thì các bạn quan sát thì khi lên thành cây thì rất là đẹp. Thường thì mình có phôi, mình hay demo sẵn để những ai mà chưa tìm ra ý tưởng cho cây thì có thể tham khảo để chúng ta định hình căn cứ vào những cái mầm nó ra, căn cứ vào thế cây, dáng cây thì tôi đã demo cây cho các bạn. Tác phẩm này Phương giao lưu nhé.
giao lưu với mọi người. Khi giá hợp lý là mình sẽ chuyển cho mọi người chơi. Cái này mà nuôi lâu nó sẽ khỏe ra và nó sẽ vàng hết cái này. Đây, có những chỗ vàng rồi các bạn. Đây này. Đấy, bắt đầu chuyển màu đấy, bắt đầu đây. Trên này cũng vậy này. Đấy. Chuyển màu vàng đây là chúng ta chơi nó sẽ nhanh hơn. Khi tay đoàn xong thì cây nó cũng chuyển màu. Cây này hợp với những ai nhà nó chật mà chơi ở trên sân thượng, vừa đẹp, chiều lại về chúng ta tưới cho nó và chịu khó chờ cắt giật. Cái này chỉ một nốt giật nữa các bạn nhé, như tầm cái này này, một nốt giật nữa thôi, và cái này phải hai nốt giật thì cây sẽ ok hơn. Sau những cái này nó co lại nhìn sẹo rất đẹp, cây nó sẽ có chiều sâu. Các bạn xem nếu thích cái phôi này hãy alo cho Phương nhé, theo số điện thoại là 0974 299099. Tốt nhất chúng ta nên điện thoại sẽ hay hơn, vì các bạn nhắn tin có những lúc trả lời được, có những lúc bận do công việc không trả lời được. Các bạn thì sẽ bị nhỡ mất, vì khi cây bán ở trên YouTube thì rất là nhanh, cảm thấy hợp và ai chuyển tiền trước thì mình sẽ bán thôi. Nên là các bạn phải nhanh tay. Đấy là mình tâm sự thật. Chỉ nhiên là mình vừa kết hợp vừa làm video này và vừa bán cây thì nó sẽ tỉ mỉ hơn là đăng những bài trên Facebook đó. Những cái chỗ điểm nào được và chưa được thì chúng ta sẽ quan sát, sẽ nhìn thấy ngay bạn nhé, không giấu gì cả. Và chúng ta ưng thì chúng ta sẽ chuyển tiền thôi, chốt với nhau thôi. Vâng, cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé. Mình còn rất nhiều bonsai nhỏ. Đây có những cái bonsai đã đi triển lãm này các bạn nhé, rất đẹp, nó đang bật rất khỏe đây, chưa cắt được đây, đây cả cái kia nữa. Chào quý vị các bạn nhé.